Xin chào tất cả bạn. Để mà chúng ta thành công với đội ngũ DMS1B thì thực ra khi mà chúng ta học rất nhiều, nhưng chúng ta hãy nhớ để thành công thì chúng ta cần có ba cái kỹ năng quan trọng, ba cái kỹ năng quan trọng mà chúng ta cần phải tập trung sâu dù ở bất kỳ thời điểm nào. Thì chúng ta chỉ cần ba cái kỹ năng này mà chúng ta làm nó một cách tốt nhất thì chúng ta luôn có được sự thành công. Cái đầu tiên đó là chúng ta viết được nội dung quảng cáo. Cái thứ hai đó là chúng ta sell và upsell, và thứ ba đó là chúng ta tuyển dụng. Các bạn, chúng ta nhìn đi nhìn lại thì nó chỉ có ba công việc quan trọng này, nhưng sau đó vì chúng ta cứ làm lan man nhiều thứ quá và dẫn tới chúng ta không hiệu quả. Vậy thì đây là cách mà để chúng ta chậm nhưng nó thành chắc, đó là bằng cách như thế này: chúng ta chậm nhưng nó lại rất nhanh. Thực sự khi mà chúng ta làm theo cách này, chúng ta chậm nhưng chúng ta lại rất nhanh, rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ người nào mà có thể nhanh hơn chúng ta nếu chúng ta làm theo cách này. Thứ nhất đó là đầu tiên chúng ta cần phải tô luyện về nội dung quảng cáo. Có những người mà nói rằng là tôi không có khả năng viết quảng cáo, và em nghĩ là em bán hàng tốt hơn. Sau đó chúng ta nhảy sang chúng ta bán hàng, rồi chúng ta bán hàng cũng không được bao nhiêu. Chúng ta nói rằng là em thấy rằng em làm tuyển dụng tốt hơn. Sau đó mình sang tuyển dụng thì cũng không được luôn. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta sang tuyển dụng, chúng ta tuyển đội ngũ vào và đội ngũ thấy rằng mình không biết được nội dung quảng cáo, mình không bán được hàng, mình không upsell được, thì tất nhiên người ta cũng sao chép chúng ta cái việc đó là không biết được nội dung, không sell được, vào thấy những người offline của mình không làm được, thì làm sao mà mình có thể làm được? Và họ tạo ra một cái dây chuyền với nhau, offline sao thì downline rồi, đúng không? Và khi mà upline như thế nào, downline như vậy, nó sao chép lẫn nhau, và cuối cùng cái đội ngũ của nó cũng không phát triển được. Và bạn lại nói rằng là hồi như em cũng hợp với tuyển dụng và em lại quay lại viết nội dung quảng cáo, sau đó làm cái này cũng chưa được bao nhiêu thì khó quá chuyển sang cái này, cái này khó quá chúng ta chuyển vào đây, và chúng ta chạy xoay vòng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 5 tháng 6 tháng và 10 tháng 1 năm vẫn không có điều gì xảy ra, kết quả kinh doanh của chúng ta vẫn cứ lại đèn như vậy. Thì giải pháp cho cái này đó, đó là trong một thời điểm chúng ta hãy tập trung nó, làm nó một cách xuất sắc nhất bằng cách như thế này. Ví dụ những cái thời gian đầu tiên mà chúng ta đang làm cái bước viết nội dung quảng cáo như thế này, trong thời gian đầu tiên chúng ta tập trung vào viết nội dung quảng cáo, cho chúng phép chúng ta là thời gian đó là 1 tuần, cứ đọc 7 ngày liên tục như vậy, một ngày chúng ta luyện viết quảng cáo trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Cứ đọc 12 tiếng đồng hồ này chúng ta phải viết được ít nhất, chúng ta cần phải viết được ít nhất là 30 bài quảng cáo. 30 bài quảng cáo, chúng ta cày sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối, chúng ta viết đi viết lại, viết đi viết lại, viết đi viết lại. Và chúng ta xem video trước, đó là một video của anh Tâm. Video của anh Tâm đang hướng dẫn chúng ta phân tích về đối tượng khách hàng của mình, phân tích về cái sản phẩm của mình, cái cách mà chúng ta viết nội dung quảng cáo. Nhưng tại sao chúng ta chưa làm được? Có phải là vì chúng ta luyện tập chưa đủ nhiều? Chúng ta không thể mà chúng ta viết được một bài mà họ đòi mình có thể viết được ngay. Giống như việc mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao vậy. Nếu chúng ta đi tập gym buổi về đầu tiên, tay của chúng ta cơ rất là đau, nhưng khi mà cơ chúng ta bắt đầu đau thì có nghĩa là cơ bắt đầu phát triển. Thì khi mà chúng ta viết đầu viết bài quảng cáo mà đầu chúng ta bắt đầu nhức, chúng ta cảm thấy hơi khó chịu một chút, thì đó là lúc não bộ chúng ta bắt đầu phát triển và hình thành ra cái cơ bắp để xử lý về việc mà chúng ta viết nội dung quảng cáo. Thì ngay lúc đó, ngày đầu tiên chúng ta viết 30 bài, sau đó ngày mai chúng ta viết 30 bài, chúng ta liên tục và trong một tuần trời, sáng trưa chiều tối, và chúng ta viết bài, và sau đó chúng ta tìm kiếm những người viết nội dung quảng cáo tốt nhất trong cái đội mình, và sau đó chúng ta học từ những người downline, sideline, upline. Chúng ta hãy cái thôi của mình, và đến bất kỳ một người nào thấy ai viết nội dung quảng cáo dù họ nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta sẵn sàng, chúng ta đến và chúng ta học họ. Rồi sau đó chúng ta kèm theo tìm những cuốn sách viết về nội dung quảng cáo, chúng ta đọc hết tất cả những cuốn sách đó trong một tuần, đó chúng ta viết làm đi làm lại một ngày. Hãy nhớ một ngày chúng ta làm 30 bài, thời gian nhân cho 7 ngày thì chúng ta có 210 bài quảng cáo. Có nghĩa là chúng ta có 210 bài quảng cáo. Nếu như chúng ta xem đoạn video clip này mà đang trong thời kỳ đầu tiên, hãy viết được 200 bài quảng cáo và comment ở dưới này. Sau đó đến hai bài 211, 211 chúng ta sẽ thấy một kết quả rất đặc biệt. Và lúc này chúng ta có cảm giác mình giống như một thiên tài,
về người viết nội dung quảng cáo. Bởi vì trước đây tôi cũng là học về công nghệ ô tô và tôi áp dụng cái cách này, và cuối cùng đó là tôi đã viết được nội dung quảng cáo. Bởi vì tôi tập một tuần liên tục, sáng trưa chiều tối tập luyện một thứ, tập đi tập lại, thì bắt đầu cái cơ của mình nó bắt đầu hình thành và chúng ta sẽ viết được nội dung quảng cáo nó rất tốt. Và lúc đó chỉ gần một tuần như vậy mà chúng ta đã giải quyết xong về việc mà viết nội dung quảng cáo. Và sau đó cái việc mà xét quảng cáo thì nó rất là đơn giản. Trong video trước thì anh Tâm cũng đã hướng dẫn chúng ta về cách mà chúng ta xét quảng cáo để gửi đến đúng đối tượng. Chúng ta chỉ cần click là chúng ta xong, nó không hề có mà nó rất là đơn giản. Vậy thì cái mấu chốt ở đó là chúng ta cần phải có được một nội dung tốt. Và nội dung tốt thì chúng ta cần phải luyện tập một thời gian chúng ta đủ dài và chúng ta tập đi tập lại. Đủ dài đó chính là chúng ta chỉ cần trong vòng 7 ngày, mỗi ngày chúng ta là 30 bài, thì một tháng chúng ta một tuần vào 210 bài. Và trong quá trình này viết, để mà chúng ta kích hoạt tiềm năng của não bộ của mình thì bằng cách đó là buổi sáng chúng ta nói với bản thân mình, chúng ta làm cái quy trình biết ơn, chúng ta nói chúng ta cảm ơn cái trí tuệ của mình. Bởi vì cái trí tuệ tôi cảm ơn, cái trí tuệ sắc sảo của mình, đó là chúng ta làm cái quy trình của biết ơn. Và tôi đã làm cái video dành riêng nói về cái phần biết ơn. Và chúng ta tập trung nói về cảm ơn, về cái trí tuệ sắc sảo của mình, về cái sự sáng tạo của mình đã cho mình trở thành một thiên tài về viết nội dung quảng cáo xuất chúng. Và trong quá trình viết đó thì chúng ta liên tục chúng ta nói tôi là một thiên tài viết về quảng cáo xuất chúng. Và chúng ta liên tục chúng ta kích hoạt não bộ của mình và chúng ta giao tiếp với vô thức của mình. Chúng ta nói cho vô thức của mình hiểu rằng bạn là một thiên tài về viết quảng cáo xuất chúng. Và sau đó mỗi lần chúng ta đến trưa chúng ta viết, chúng ta lại làm quy trình đó. Rồi đến buổi chiều chúng ta lại làm quy trình về biết ơn. Và chúng ta liên tục chúng ta cài đặt và giao tiếp với vô thức của chúng ta và nói với vô thức của chúng ta rằng chúng ta là một thiên tài về viết nội dung quảng cáo xuất chúng. Và khi chúng ta làm liên tục trong vòng 7 ngày như thế này, tôi tin rằng bất kỳ một ai cũng đều trở thành những cái người viết quảng cáo xuất chúng. Và đó là trong 2 năm qua mà tôi đã hướng dẫn cho những anh em trong đề của em của anh thì dù trước đây họ học những cái công việc, họ học về bán hàng, họ học những cái ngành nghề mà nó không liên quan gì đến viết về quảng cáo, nhưng họ trở thành những con người viết quảng cáo rất là xuất sắc. Vậy nên trong thông qua đoạn video clip này, tôi muốn tất cả chúng ta nếu đang trong giai đoạn viết nội dung quảng cáo, mỗi ngày hãy viết 30 bài trong vòng 7 ngày liên tục và sau đó có kết quả. Và nếu bạn đã làm được điều đó, hãy đến gặp tôi sẽ dành một buổi nói chuyện riêng với bạn. Bởi vì bạn đã cam kết làm được cái điều này. Và sau đó ở video kế tiếp tôi sẽ nói ở cái số 2 đó là sell và upsell. Xin chào các bạn. Và bây giờ thì là sau 21 ngày khi mà chúng ta đã luyện mình viết nội dung quảng cáo tốt rồi, thì bây giờ bước kế tiếp đó là chúng ta sẽ luyện mình trở thành người sell và upsell. Vậy thì trong 7 ngày đầu tiên chúng ta đã dồn lực và tập trung cái nguồn lực của mình cho việc chúng ta một người viết nội dung quảng cáo xuất chúng. Đó là việc đầu tiên mà chúng ta đã làm được. Thì sau đó cái thời gian kế tiếp là 7 ngày kế tiếp, chúng ta hãy dùng 7 ngày kế tiếp chúng ta tập trung vào việc đó là mình luyện cái bài sell. Và trong cái luyện 7 ngày đầu đó thì chúng ta tập trung vào việc đó là luyện sell và upsell. Và trong video của chị Giáng Xuân Trang và anh Nguyễn Hiếu Văn đã giúp chúng ta về cái kịch bản về sell này, kịch bản về chúng ta upsell này, chúng ta để giải quyết tất cả những cái gì liên quan đến về sell. Thì trong video của chị Giáng Xuân Trang và chị anh Nguyễn Hiếu Văn đã có đầy đủ cho chúng ta rồi. Và nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó là gì? Chúng ta cần phải luyện tập. Nên Lý Tiểu Long có một câu nói như thế này: tôi không sợ một cú đấm một người đấm đi đấm lại mười à tôi không sợ một người đấm 10.000 cú đấm khác nhau, nhưng tôi rất sợ một người họ đấm một cú đấm với 10.000 lần, họ đấm đi đấm lại một cú đấm 10.000 lần, thì cái nội lực của cú đấm đó nó rất mạnh và rất hiệu quả. Và khi mà chúng ta luyện tập phải xem thế cũng là một bài đó, cũng là một công thức đó. Nhưng nếu chúng ta luyện tập đi luyện tập lại chúng ta đấm đi đấm lại 10.000 lần như vậy thì hiệu quả của cú đấm chúng ta nó rất mạnh. Thì trong cái bài sell này chúng ta làm trong việc 7 ngày liên tục, 7 ngày và mỗi ngày chúng ta gọi 400 phút. Bởi vì chúng ta nói một ngày chúng ta làm 4 giờ đồng hồ âm 18 tiếng, 8 tiếng nhân cho mỗi ngày là 60, mỗi tiếng là 60 phút, thế gọi là 480 phút. Nhưng tôi ở đây chỉ cần đưa ra đó là 400 phút mà chúng ta gọi trong 7 ngày như vậy, thì có phải chúng ta có 2.800 phút gọi. Vậy thì một ngày chúng ta gọi, có phải là trong thời gian này chúng ta chạy đã bắt đầu con số, chúng ta gọi ngày cứ 4-5 phút chúng ta gọi đi gọi lại. Trong trường hợp chúng ta đã gọi hết số thì chúng ta có thể gọi lại, hoặc cũng có thể chúng ta dùng điện thoại và chúng ta gọi trả lời. Ít nhất mỗi một ngày
chúng ta gọi 400 phút. Còn nếu có thể chúng ta gọi được khoảng tầm 200 phút, chúng ta rất đuối rồi. Giống như việc mà chúng ta nâng tạ, có thể cơ nó rất đau, người rất đuối, nhưng ngay tại thời điểm cơ nó đang rất cứng như vậy và chúng ta nỗ lực và chúng ta nâng thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa và chúng ta nỗ lực hết sức. Kèm theo đó chúng ta dùng bệnh kỹ thuật của NLP. Buổi sáng chúng ta giao tiếp về mô thức của mình và nói với bản thân mình: tôi là người bán hàng xuất chúng, tôi là người bán hàng xuất chúng. Và buổi tối trước khi ngủ chúng ta ứng dụng chúng ta enter NLP và chúng ta nói về mô thức của mình. Chúng ta dùng cái quy trình về viết đơn và chúng ta nói: tôi là người viết quảng cáo xuất chúng, tôi là người viết quảng cáo, tôi là người bán hàng xuất chúng, tôi là người bán hàng xuất chúng. Và liên tục giao tiếp với mô thức của mình để chúng ta cài đặt vào trong mô thức của mình. Chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng, chúng ta nói và kèm theo đó là trạng thái cơ thể của mình. Và chúng ta dùng cái quy trình biết ơn buổi sáng để chúng ta làm giao tiếp với vô thức của mình. Thế lúc này chúng ta đang bắt đầu cài đặt vào trong vô thức. Và kèm theo đó là sự tập luyện mỗi ngày 400 phút. Có là sáng, trưa, chiều, tối chúng ta có đi gọi lại, có đi gọi lại, có đi gọi lại một bài mà chúng ta luyện tập đi, luyện tập lại, luyện tập đi, luyện tập lại. Và trong 7 ngày liên tục như vậy thì việc mà chúng ta bán hàng trở nên xuất chúng đó là chuyện rất bình thường. Bởi vì sau 7 ngày tất cả cơ chúng ta nó hình thành và cơ thể chúng ta đã quen thì bắt đầu ngày thứ 8 chúng ta bán hàng như máy. Và chúng ta không thể tin được là chúng ta có thể bán hiệu quả như vậy. Đó là cái cách mà của những người như chị Trang, anh Văn và tất cả những bạn nào bán solo thành tích của chúng ta, họ đã làm bằng cách đó là tập luyện liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục như thế này. Và nếu như một ngày mà bạn gọi đến 500 phút thì điều kinh khủng nó càng xảy ra hơn nữa. Và có thấy khi mà chúng ta áp dụng theo cách này đến khoảng ngày thứ 4 bắt đầu chúng ta đạt ra đơn hàng. Nên phần lớn mọi người không hiệu quả và mới chỉ gọi được khoảng 200 phút chúng ta thấy chưa ok. Thứ này bắt đầu đổi sang chúng ta muốn học sang cái khác, muốn học kỹ năng mới. Chúng ta không cần phải quá nhiều kỹ năng mà chúng ta chỉ cần một bài mà chúng ta luyện tập đi, luyện tập lại, luyện tập đi, luyện tập lại. Và từ lúc này chúng ta cần sự kỷ luật với bản thân mình. Và ai kỷ luật bản thân mình trong vòng 7 ngày và liên tục khách hàng với bản thân mình chỉ có 7 ngày thôi, hãy nỗ lực lên, quyết tâm lên và chắc chắn cái kết quả chúng ta nó sẽ đến ở đây. Nên chúng ta chỉ cần 7 ngày, thà 7 ngày chúng ta luyện tập ngày đêm như vậy. Và sau 7 ngày này chúng ta xuất ra và chúng ta đã trở thành một người bán hàng xuất chúng. Và lúc này chúng ta viết nội dung và lúc này tổng thời gian của hai cái này chúng ta thấy nó chỉ có tất cả là 14 ngày. Có 2 tuần, 2 tuần chúng ta vừa viết được nội dung, chúng ta vừa bán hàng, chúng ta tập đi, tập lại, tập đi, tập lại, tập đi, tập lại, tập đi, tập lại. 7 ngày đầu tiên phải viết nội dung, 7 ngày kế tiếp đó tập trung vào sale và upsell. Và chúng ta muốn nhanh thì hãy từ từ, hãy lập trình cho đến từng tế bào thần kinh trong cơ thể của mình. Và khi chúng ta lập trình được đến từng tế bào thì chúng ta trở thành một người bán hàng cực kỳ xuất sắc. Và càng bán chúng ta càng thấy dễ, càng thấy bán chúng ta càng thấy dễ. Nó giống như việc một ca sĩ, nếu mà chúng ta hát nhiều bài quá chúng ta đâu có nổi tiếng, nhưng chúng ta thấy ca sĩ họ nổi tiếng khi mà họ chỉ có hát đi hát lại một bài trong một cái thời gian dài và sau đó người ta ra cái album đó thì sao cái bài đó trở thành bài hot của người ta. Vậy thì bản thân của chúng ta thế, bây giờ chúng ta muốn tạo nên một dấu ấn trong cuộc đời này thì hãy lựa chọn lấy một kỹ năng mà chúng ta luyện tập đi, luyện tập lại, luyện tập đi, luyện tập lại. Và với đêm bé con đi thì thực ra chúng ta chỉ có 3 cái kỹ năng. Thứ nhất đó là biết nội dung, thứ hai đó là sell và upsell, và hai cái này là hai cái quan trọng nhất. Hai cái này chúng ta làm đi làm lại và chúng ta làm tốt thôi. Điều này cái việc mà chúng ta tuyển dụng nó sẽ dễ hơn. Và lát nữa tôi sẽ ở cái video sau tôi sẽ hướng dẫn về cái cách làm sao để chúng ta sử dụng để mà chúng ta tuyển dụng tốt. Nhưng cái để mà chúng ta tuyển dụng hiệu quả thì việc đầu tiên là chúng ta phải làm hai cái này. Vậy thì để làm thế nào trong tháng đầu tiên chúng ta có thể trở thành diamond và có thể trở thành blue diamond, cũng có thể bắt đầu qualify của D-League, thì đơn giản đó là hãy dành hai tuần đầu tiên làm thật tốt hai cái này, luyện đi luyện lại, luyện đi luyện lại, luyện đi luyện lại, luyện đi luyện lại. Thì chúng ta có 2 tuần còn lại chúng ta làm cái này rất nhanh. Và đó là cái cách mà tôi đã làm để làm cái gia tăng cái tốc độ, cái độ nhỏ của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở video kế tiếp. Hãy quyết tâm và làm điều ra quyết liệt để chúng ta trở thành một người bán hàng xuất chúng. Ok, xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cái bước thứ 3 để chúng ta thành công với đề bài S1B. Khi mà chúng ta đã có 2 tuần để chúng ta luyện tập, chúng ta viết nội dung quảng cáo, chúng ta bán hàng và chăm sóc khách hàng và để chúng ta bán lại và đi bán lại cho một cái khách đối tượng khách hàng của chúng ta, thì lúc này chúng ta cần đó là bước kế tiếp để chúng ta gia tăng cái doanh thu của mình, chúng ta gia tăng cái thu nhập của mình. Khi chúng ta làm về tuyển dụng có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu gia tăng cái lợi nhuận của mình, nhưng chúng ta không bị tăng thêm cái chi phí.
Bởi vì khi mà chúng ta tuyển dụng đó là chúng ta đang xây dựng ra một cái hệ thống về kinh doanh từ đầu. Thì lúc này chúng ta đã làm cái việc đầu tiên, đó là viết nội dung rồi, chúng ta xem và upsell rồi. Thì chúng ta dùng cái, chúng ta hãy viết ra một cái nội dung để tuyển một cái đội ngũ để bắt đầu làm việc với mình. Thì khi mà chúng ta tuyển dụng thì đơn giản, hãy nhớ chúng ta chỉ cần tuyển đến với lớp thứ nhất, đó là khởi nghiệp Pro 4.0. Có nghĩa là người thông minh, là người biết sử dụng thời gian và tiền, thời gian nhàn rỗi và tiền bạc của người khác làm giàu cho bản thân mình. Bởi vì thay vì tự chúng ta đứng ra làm, thì khi mà chúng ta tuyển dụng thì DMSB đã thiết kế cho chúng ta một cái hệ thống. Có phải là mọi người vào học cái khởi nghiệp Pro 4.0, mọi người sẽ biết cách viết nội dung quảng cáo, biết cách chạy quảng cáo, biết cách bán hàng, chăm sóc hàng, có là họ sẽ được hướng dẫn rất đầy đủ. Thì chỉ cần đưa vào họ cái khởi nghiệp Pro 4.0 và vào đây họ sẽ học, họ biết cách làm. Và sau khi người ta học xong thì người ta quay trở về thì bạn chỉ cần hỗ trợ thêm cho họ để họ luyện tập về nội dung, giúp họ trong vòng 2-7 ngày đầu tiên để viết nội dung quảng cáo hiệu quả. Và sau đó 7 ngày kế tiếp đó là bán hàng và upsell. Thì có nghĩa là chúng ta cho họ cái thời gian đó là 2 tuần để họ làm, và chúng ta cũng theo sát. Họ phải có đủ 200 người bài viết quảng cáo và phải có 2.800 phút của họ. Thì lúc đó bắt đầu họ cũng sẽ biết được và bán cho họ. Họ biết được nội dung quảng cáo, họ bán được hàng. Cái quan trọng lúc này đó là chúng ta theo sát và kèm cặp trọ. Và đầu tiên đó là chúng ta dùng cái khởi nghiệp Pro 4.0. Và trong này thì có chị Trang, có anh Văn, có tôi, có cô Nga, có chị Nam Phương và có rất nhiều người khác. Họ cùng vào chia sẻ và hỗ trợ và kèm cặp cho được và downline của bạn. Họ học ứng dụng, họ học và làm hiệu quả. Sau khi mà người ta làm cái này xong thì chúng ta lại tiếp tục đưa họ đến với cái học viện của Team Elite Platinum 4 Star. Có là chúng ta đưa đến cái học viện này thì họ sẽ học được cái cách để làm người lãnh đạo, học cái cách mà để phát huy cái tiềm năng của bản thân mình. Họ biết cách làm thế nào để bánh xe cuộc đời nó tròn lên. Và lúc đó họ đột phá từ con người của mình, từ trong sâu thẳm trong cái tiềm thức, để họ vượt qua tất cả những giới hạn để trở thành những con người xuất chúng trong cái team của chúng ta. Thì đó là chúng ta đang có cái lớp của học viện Team Lead Platinum 4 Star. Và đây là cái nơi mà tạo động lực cho con người chúng ta học rất tốt. Và thì đây là cái đoạn bài thứ hai. Kể cả bản thân khi mà tôi làm thì tôi cũng đưa mọi người đến với khởi nghiệp Pro 4.0, sau đó đưa đến cái học viện Team Lead. Và thứ ba, sau đó khi mà người ta đang học những cái này rồi thì mình đưa về cái văn phòng. Và khi làm văn phòng thì thay vì chúng ta tự làm tập vật của mình, chúng ta liên kết với, ví dụ như mình đang biết xuất sắc về nội dung quảng cáo, thì chúng ta kiếm một cái bạn mà rất xuất sắc về sale và upsell. Và tất nhiên chúng ta cũng có đầy đủ những cái này, nhưng chúng ta biết phối hợp với những thành viên rất mạnh ở trong cái team của khác nữa. Và chúng ta phối hợp lại với nhau, chúng ta tạo thành một văn phòng. Văn phòng và chúng ta tạo thành một cái gọi là văn hóa, đúng không? Để chúng ta duy trì cái kỷ luật, chúng ta phát triển cái sự kỷ luật, phát triển về cái tinh thần, về cái tư duy đội nhóm, để liên tục chế độ nhóm của mình liên tục thiết lập lên những cái kỷ luật. Thì đó là chúng ta đưa về những cái môi trường này để chúng ta sinh hoạt và chúng ta học tập và chúng ta phát triển. Kèm theo nữa đó là chúng ta đưa họ đến với những cái sự kiện, đó, những cái sự kiện của team. Ví dụ sự kiện như của hành trình người xuất chúng, đó là một sự kiện. Những buổi livestream của chủ Đin cũng là một sự kiện. Những buổi livestream của cô Nga cũng là một sự kiện. Những buổi livestream của chị Nam Phương, chúng ta cho mọi người ép hết tất cả những người đó. Hay là những buổi livestream của tôi cũng là một sự kiện, của chị Trang hay là của anh Nguyễn Hiếu Văn. Và những cái người mà người ta thành công ở Ruskin, những cái buổi livestream của họ, họ chia sẻ rất nhiều cái giá trị hay. Và chúng ta ép họ vào những cái buổi live đó thì họ học được rất nhiều từ những người thành công. Thì bắt đầu cái tư duy của họ bắt đầu mở rộng dần ra, mở rộng dần ra, và bắt đầu hiệu quả công việc của người tranh nó càng tốt hơn. Và chúng ta có thể sự kiện đó là của công ty, những cái chương trình về convention, hay là những cái sự kiện mà cứ một quý một lần, một quý một lần thì công ty đều tổ chức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là ở nước ngoài thì đều của công ty Nuskin ở mỗi nước đều có cái tổ chức những buổi như vậy. Thì chúng ta chỉ cần bám sát tất cả những sự kiện này. Và đối với một người Team Lead Platinum 4 Star, 100% các sự kiện chúng ta đều cần phải có mặt. Kể cả chúng ta bán viết nội dung hiệu quả, chúng ta bán hàng hiệu quả, chúng ta tuyển dụng tốt, nhưng những sự kiện đó chính là một đòn bẩy rất lớn để giúp cho chúng ta lan tỏa cái tầm nhìn, giúp cho đội ngũ chúng ta nhìn thấy tầm nhìn rõ hơn. Và ở đó chúng ta thấy có nhiều câu chuyện, và có những câu chuyện của một ai đó vô tình và chạm đến cái tâm trí của đạo loại của chúng ta. Và lúc đó vì câu chuyện đó họ phát triển đột phá lên, họ trở thành một con người cực kỳ xuất sắc. Nên những sự kiện nó rất quan trọng, và những người chứng tài nó đều xuất hiện từ cái sự kiện. Những người team lead
là Hero Forstar nó xuất hiện từ những sự kiện. Và đó là cái mà chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của sự kiện nó lớn như thế nào. Và đó chính là một cái đòn bẩy giúp chúng ta phát triển. Và những cái đòn bẩy của công ty và của team đã có sẵn hết đây rồi. Và đây chính là công cụ mà chúng ta tuyển dụng tốt nhất. Vậy thì lúc này nhiệm vụ chúng ta cần làm đó là gì? Nhiệm vụ để mà chúng ta có cái team tốt này đó là gì? Thứ nhất là chúng ta cần luôn luôn nói cho họ về ý nghĩa của kỷ luật. Chúng ta thực hiện kỷ luật mà chúng ta không cho họ hiểu được về ý nghĩa của kỷ luật thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta phát triển được nhóm của mình. Và tôi sẽ nói cho chúng ta về cái ý nghĩa của kỷ luật. Cái thứ hai đó là về sự chính trực. Luôn luôn cho họ hiểu được vì sao chúng ta cần phải chính trực. Nó cũng sẽ có những video riêng về cái ý nghĩa của việc chính trực. Và việc thứ ba đó là chúng ta có một mối quan hệ tốt với tất cả thành viên trong đội ngũ. Và bằng cách đó là chúng ta chỉ cần giao tiếp và luôn mang cho mình một cái tâm niệm đó là chúng ta đang phụng sự mọi người. Chúng ta có một mối quan hệ giao tiếp tốt với tất cả downline của mình, upline của mình, sideline của mình. Và đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta. Đó là khi chúng ta làm tốt cái này rồi thì để chúng ta tuyển dụng, chúng ta phát triển đội ngũ mạnh. Thì dù sao để chúng ta tuyển dụng thì đó là chúng ta đang làm việc với con người. Và làm việc với con người thì cần nhất đó là chúng ta cần phải có một mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Vậy thì làm sao để chúng ta có một mối quan hệ tốt với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ có những video khác để tôi nói rõ hơn về việc mà chúng ta xây dựng một cái mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Và khi chúng ta có một mối quan hệ tốt với tất cả mọi người thì cái đội nhóm chúng ta có sự đoàn kết. Cái nhóm của chúng ta có sự đoàn kết thì nhóm của chúng ta nó sẽ phát triển. Vậy nên mấu chốt để chúng ta làm tuyển dụng cái đội nhóm của mình đông lên đó là chúng ta phải biết tận dụng tất cả những cái hệ thống có sẵn của công ty, của đội nhóm và chúng ta đưa họ vào đây. Và họ khi mà họ vào đây đó là những cái hệ thống đã sản xuất ra những cái viên kim cương và chúng ta chỉ cần đưa vô giúp cho họ hiểu về ý nghĩa của từng chương trình. Chúng ta PR, chúng ta nói truyền thông về những cái chương trình này để cho họ hiểu. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ở đây đó là gì? Chúng ta truyền thông về tất cả các sự kiện. Thì chúng ta nắm hết tất cả những cái sự kiện này và chúng ta truyền thông. Vậy thì cái sự kiện quan trọng nhất của chúng ta là sự kiện nào? Đó chính là sự kiện kế tiếp. Ví dụ chúng ta vừa tham gia sự kiện này xong thì chúng ta phải biết cái sự kiện kế tiếp đó là sự kiện gì và chúng ta truyền thông cho mọi người về cái sự kiện đó để họ đến, họ nghe và xem tất cả những chương trình đó thì họ bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ và cái tư duy của chúng ta. Thế đó là cái mà chúng ta cần phải nắm. Nên nhiệm vụ của lúc này của chúng ta đó là gì? Chúng ta cần phải có một mối quan hệ thật tốt với downline của mình. Chúng ta không bao giờ để cho mọi người có một cái khó chịu nào hay là để mất lòng với bất kỳ một ai. Nhiệm vụ chúng ta làm thế nào để chúng ta giao tiếp và chúng ta tạo được mối quan hệ hòa hợp với tất cả mọi thành viên. Thì ở một cái video khác tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ chúng ta về cái cách mà để chúng ta có một mối quan hệ tốt với tất cả mọi người thông qua việc mà chúng ta giao tiếp bằng cái vô thức của chúng ta. Và xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở video kế tiếp. Và đây là chúng ta có 3 bước để chúng ta thành công với DMS quan bị. Thứ nhất đó là hãy luyện viết nội dung quảng cáo. Thứ hai đó là xem và upsell. Và thứ ba đó là chúng ta làm việc tuyển dụng. Và tuyển dụng thì chúng ta quan trọng nhất đó là tận dụng về hệ thống và làm những việc đơn giản để chúng ta dễ sao chép. Chúng ta có cái sự kỷ luật, chúng ta chính trực và chúng ta giải thích cho họ đầy đủ về cái này. Và bằng việc với việc mà tuyển dụng này, chúng ta dành 2 tuần chúng ta tập luyện đi tập luyện lại và tất cả vì một cái tấm lòng đó là mong muốn giúp đỡ cho những người khác họ cũng có thành công như mình và hơn mình, thì chắc chắn cái đội nhóm của chúng ta nó sẽ phát triển. Và hãy nhớ, hãy tận dụng đòn bẩy của đội nhóm và đòn bẩy của công ty. Đó là cái cách của những người team lead Platinum 4 Star họ phát triển cái hệ thống của mình và có được những cái thành công của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta.